Có rất nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ như các loại súng điện, súng nhựa, súng bằng kim loại, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, các loại dao được bán qua mạng xã hội Facebook. Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây bán vũ khí thô sơ này vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc đội an ninh công an thành phố Lào Cai bắt quả tang Uông Huy Hải, 29 tuổi, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, khi Hải đang di chuyển bằng xe máy và mang theo một túi ni lông màu đen. Khi yêu cầu dừng xe và kiểm tra chiếc túi Hải chở, thì công an thu giữ 5 gậy 3 khúc bằng kim loại, 2 bình xịt hơi cay, 2 dùi cui điện. Hải khai nhận đang đi giao hàng cho khách tại công viên Nhạc Sơn. Qua đấu tranh khai thác, Hải khai nhận mua số hàng này của Nguyễn Thị Chính, 37 tuổi, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Thông qua một số trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo thì một số người nhờ mua hộ các cái sản phẩm dụng cụ của công cụ hỗ trợ như là dùi cui, xịt cay. Thì từ 2016 có nhờ chị Chính ở công hỗ trợ Cốc Lếu lấy hộ một số sản phẩm để em giao cho khách. Chính khai nhận thường xuyên lấy hàng của Vũ Thị Nga, 38 tuổi, ở phường Cốc Lếu. Công an kiểm tra quầy hàng của Nga và phát hiện 133 sản phẩm vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Nga chỉ bán mặt hàng này cho người quen và thường ngụy trang bằng cách cất giấu trong các thùng hàng bình thường để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng. Với đặc thù địa bàn thành phố Lào Cai là thành phố giáp biên, có hơn 10 km đường biên giới và có cửa khẩu quốc tế. Chính vì vậy, trong những năm vừa qua, thì các đối tượng trên địa bàn lợi dụng cái tình hình giáp biên đã thẩm lậu một số các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ vào địa bàn nhằm mục đích bán kiếm lời,